Đây là bài 6 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ liều khở, hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Em trai. Tỷ tỷ. Kia là ai? Nà sư sấy. Nà sư sấy. Cô ấy là người nước nào? Tha sư nà quốc nhân. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Đây là anh trai em. Chờ sư wǒ gě gě. Zhè shì wǒ gě gě. Giáo viên ngoại ngữ. Ngoại ngữ lão sư. Bác sĩ. Y sinh. Bà nội. Nải nai. Bà ngoại. Ngoại phố. Có thể vào được không? Chiều hôm nay người nói đứng ngay ở cửa phòng. Khứa ý chỉ lái mắt. Mời vào. Chính chỉnh. Thầy giáo Dương. Giáng lão sư. Phóng viên, nhà báo. Chỉ rửa. Xin hỏi. Chính vận. Quý tính của anh. Nín quầy xỉnh. Tôi họ Lục. Wǒ xìng Lǔ. Tên là Lục Vũ Bình. Chào Lǔ Yǔ Pīng. Lục tiên sinh. Lǔ xiān shěng. Quen biết anh rất vui. Rèn shì nín hěn gào xìng. Hãy nghe và nhắc lại cách nói tên Mã Đại Vi. Mã Tào Vĩ. Mã. Mã. Tà. Tà. Vĩ. Vĩ. Mã Tào Vĩ. Mã Tào Vĩ. Hãy nghe từ ngôn ngữ. Ngữ yến. Ngữ. Ngữ. Yến. Yến. Ngữ yến. Ngữ yến. Hãy nghe từ học viện. Xuế yuàn. Xuế yuàn. Xuế. Xuế. Yuàn. Yuàn. Xuế yuàn. Xuế yuàn. Học viện ngôn ngữ, nguyên văn là ngôn ngữ học viện. Ngữ yến xuế yuàn. Ngữ yến xuế yuàn. Hãy nghe từ học sinh. Xuế sinh. Xuế. Xuế. Sinh. Sinh. Xuế sinh. Xuế sinh. Hãy nhắc lại từ giáo viên. Lão sư. Giáo viên ngoại ngữ. Ngoại ngữ lão sư. Giáo viên tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ lão sư. Việt Nam ngữ lão sư. Hãy nhắc lại học sinh. Xuế sinh. Xuế sinh. Học viện ngôn ngữ.
语言学院，语言学院。Bây giờ hãy nghe cách nói học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Nguyên văn là Học viện Ngôn ngữ của học sinh. Ngữ văn xuế yuàn de xuế sơn. Ngữ văn xuế yuàn de xuế sơn. Hãy chú ý từ tơ nằm giữa từ học sinh và học viện ngôn ngữ. Từ tơ này nối giữa danh từ và định ngữ trong tiếng Trung. Ở đây danh từ là học sinh, định ngữ là học viện ngôn ngữ. Hãy nói học sinh của học viện ngôn ngữ. Ngữ văn xuế yuàn de xuế sơn. Ngữ văn xuế yuàn de xuế sơn. Hãy thử nói anh trai của Lina. Lina de cơ cơ. Lina de cơ cơ. Em trai của Đinh Lực Ba. Đinh Lị Bô de tỷ tỷ. Đinh Lị Bô de tỷ tỷ. Bố mẹ của Lục Vũ Bình. Lưu Vũ Bình de ba ba ma ma. Lưu Vũ Bình de ba ba ma ma. Giáo viên của Lina. Lina de lão sư. Lina de lão sư. Bố mẹ tôi. Của bà và mama. Anh trai anh ấy. Tha cưa cửa. Em trai tôi. Của tỷ tỷ. Hãy chú ý trong tiếng Trung có một số cụm định ngữ không cần chữ tơ. Ví dụ như bố tôi, mẹ tôi, bố anh ấy, bố mẹ anh ấy, anh trai cô ấy, vân vân. Những cụm đi cùng danh từ riêng, tên riêng, bắt buộc phải có tơ. Ví dụ như, anh trai của Lina, em trai của Đinh Lực Ba, bố mẹ của Lục Vũ Bình, vân vân. Bây giờ hãy nói lại, học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Ngữ văn xuế yuàn de xuế sơn. Ngữ văn xuế yuàn de xuế sơn. Hãy nói tôi là học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Wo shi yu yan xue yuan de xue sheng. Wo shi yu yan xue yuan de xue sheng. Tôi là giáo viên của Học viện Ngôn ngữ. Hãy thử nói học viện ngoại ngữ. Ngoại ngữ học viện. Ngoại ngữ học viện. Học sinh của học viện ngoại ngữ. Ngoại ngữ học viện de xuế sheng. Ngoại ngữ học viện de xuế sheng. Ma Đại Vi. Ma Da Wei. Ma Da Wei. Trong đó từ đại ta có nghĩa là lớn. Hay thử nói từ đại học. Nguyên văn là từ đại và từ học ghép với nhau. Đại học.
Ta xuế. Hãy thử nói đại học ngôn ngữ. Ngữ yến đà xuế. Ngữ yến đà xuế. Đại học ngoại ngữ. Ngoại ngữ đà xuế. Ngoại ngữ đà xuế. Tôi là học sinh của đại học ngoại ngữ. Tôi là ngoại ngữ đại học của học sinh. Tôi là ngoại ngữ đại học của học sinh. Tôi là giáo viên của đại học ngoại ngữ. Tôi là ngoại ngữ đại học của giáo sư. Tôi là ngoại ngữ đại học của giáo sư. Tôi là phóng viên. Tôi là记者. Không phải bác sĩ. 不是医生. Tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi họ Lâm, tên là Lâm Na. Tôi xin Lín, chào Lín Na. Tôi xin Lín, chào Lín Na. Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. Tôi xin Đinh, chào Đinh Lị Bố. Tôi xin Đinh, chào Đinh Lị Bố. Tôi họ Mã, tên là Mã Đại Vi. Tôi xin Mã, chào Mã Đa Vệ. Tôi xin Mã, chào Mã Đa Vệ. Xin hỏi quý tính đại danh của anh. Xin hỏi Ning Quê Xin. Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cô. Xin hỏi Ni Cơ Cơ Quê Xin. Xin hỏi Ni Cơ Cơ Quê Xin. Hãy nhắc lại Học viện Ngôn ngữ. Ngữ yến xuế yuan. Hãy thử nói Mã tiên sinh. Mã xiên sảng. Đinh tiên sinh. Đinh xiên sảng. Lục tiên sinh. Lục xiên sảng. Rất vui được quen biết anh, hãy nói hai cách. Rèn sĩ nì hẳn cao xin. Hẳn cao xin rèn sĩ nì. Cô giáo Dương. Giáng lão sư. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Bây giờ hãy nghe từ nước Anh. Nguyên văn là Anh Quốc. Yên Quốc. Yên. Yên. Quốc. Quốc. Yên Quốc. Yên Quốc. Hãy thử nói người Anh. Nguyên văn là Anh Quốc nhân. Yên Quốc nhân. Yên Quốc nhân.
người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Hãy thử nói tiếng Anh, nguyên văn là Anh ngữ. Yên ngữ. Tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Hãy nói tôi là người Anh. 我是英国人. 我是英国人. Bạn là người nước nào? 你是哪国人? Là người Việt Nam à? 是越南人吗? Bạn là người Trung Quốc phải không? 你是中国人吗? Không phải, tôi là người Anh. Bù sì, wǒ shì yīnguò rén. Hãy nhắc lại cụm từ học sinh của đại học ngôn ngữ. Yǔ yán dà xuě de xuě shèng. Yǔ yán dà xuě de xuě shèng. Học sinh của đại học ngoại ngữ. Ngoại ngữ đại học của sinh viên. Ngoại ngữ đại học của sinh viên. Bây giờ hãy nghe từ cái gì? Gì? Shénme? Shénme? Shén? Shén? Mơ. Mơ. Sấm mơ. Sấm mơ. Từ này tuy là sấn mơ, nhưng trong khẩu ngữ đọc thành sấm mơ. Sấm mơ. Hãy nói lại cái gì, gì. Sấm mơ. Sấm mơ. Họ gì? Xinh sớm mơ. Xinh sớm mơ. Anh họ gì? Nhi xinh sớm mơ. Nhi xinh sớm mơ. Xin hỏi anh họ gì? Chính vợ nhi xinh sớm mơ. Xin hỏi bạn tên gì? Tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. 我姓陆, 叫陆雨萍. 我姓陆, 叫陆雨萍. Anh uống gì? 你喝什么? 你喝什么? Anh cần gì? Anh lấy gì? 你要什么? 你要什么? Xin hỏi cô cần gì? 请问你要什么? 请问你要什么? Tôi lấy cà phê Việt Nam. Tôi cần cà phê Việt Nam. 我要越南咖啡. 我要越南咖啡. Xin hỏi anh uống gì? 请问你喝什么? 请问你喝什么? Chúng tôi đều uống cà phê.
我们都喝咖啡。我们都喝咖啡。Hãy thử nói, đại học gì, đại học nào? Nguyên văn là, cái gì đại học? 什么大学? Cũng là giáo viên của Học viện Ngôn ngữ. 也是语言学院的老师。 也是语言学院的老师. Hãy nghe từ học. 学习。Học tiếng Anh. 学习英语. Hãy nghe từ tiếng Trung. 汉语. Tôi học tiếng Hán. 我学习汉语. Tôi học tiếng Việt Nam. 我学习越南语. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. Lính Na sư sớm mà xuế yuàn thờ xuế sợ. Lính Na sư sớm mà xuế yuàn thờ xuế sợ. Sư yu yến xuế yuàn thờ xuế sợ. Sư yu yến xuế yuàn thờ xuế sợ. Lính Na sư nà quốc rần, sư mỹ quốc rần mà? Lính Na sư nà quốc rần, sư mỹ quốc rần mà? Bú sư, thà sư yên quốc rần. Bú sư, thà sư yên quốc rần. Mã Đa Wei sư nà quốc rần, sư yên quốc rần mà? Mã Đa Wei sư nà quốc rần, sư yên quốc rần mà? Bố sư, thà sư mỹ quốc rần. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại 0977309925 để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán hoặc để đăng ký học trực tiếp nhé.